Bảo Xuân hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Bác sĩ gia đình được phát sóng vào lúc 12:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, có lẽ là nhiều chị em phụ nữ chúng ta không còn xa lạ gì về việc bổ sung vitamin E để giữ gìn và làm đẹp cho làn da. Vậy vitamin E có tác dụng như thế nào đối với sức khỏe và bổ sung vitamin E sao cho đúng cách, hiệu quả và an toàn? Chúng tôi xin mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện với tiến sĩ bác sĩ Ngô Minh Vinh, giảng viên Đại học Y Phạm Ngọc Thạch. Chào bác sĩ ạ. Chào Thanh Phương, chào quý vị khán giả. Mời bác sĩ và quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện tiểu phẩm của chương trình ngày hôm nay. Trời ơi, cái gì đâu mà ăn quá trời quá đất vậy em? Anh ăn không? Thôi, ăn cơm, ăn uống gì không ăn, mà ăn mấy cái này không vậy? Thật ra em cũng đang no dữ lắm á, nhưng mà phải cố gắng em ăn đây nè. Sao vậy? Bổ sung chất. Bổ sung chất gì em ăn cà tô ngày bổ sung chất gì em ăn có ngày mập thiệt đó chứ không giỡn đâu. Cái này rau củ không à, sao mập được. Giờ em ăn cái này à. Rồi em ăn cái này xong, thương em ăn trái cây, ăn táo, ăn xoài, nói chung em ăn hết rồi. Nấu canh, không nấu canh, em nấu canh ăn nhưng mà ý anh là em ăn ít ít thôi chứ em ăn cái gì mà nhiều quá cũng đâu có tốt đâu em. Em phải bổ sung vitamin E. Tại vì á, phụ nữ á là cái vitamin E nó tốt lắm, nó vừa cho dưỡng da nè, làm cho da đẹp nè, rồi tóc nè, rồi móng tay nè, cái thân hình mình nó vitamin E nó quan trọng lắm. Ăn miếng giá nha. Ôi không ăn miếng giá là tự nhiên kêu anh ăn giá làm chi vậy? Trời ơi hay quá Trang ơi, chị mới bước vô chị nghe em nói vitamin E. Trời ơi tốt cho dốc dáng da dẻ, hay quá em ơi. Đúng, đúng rồi chị. Em ăn rau củ quả là em bổ sung vitamin E cho cơ thể em. Dạ. Số 1 luôn, em ăn đi chị no rồi. Ủa mà nhưng mà bây giờ nói chị nghe, bây giờ thí dụ như ngày nào cũng ăn cả thao vậy là dư chất chứ đâu có được đâu, mình phải biết ăn sao cho đủ chứ. Hay quá, vitamin E hay lúc quá. Nào cũng thiếu chứ sao mà đủ được chị. Trời ơi, luật ơi em nói cũng hay quá, đúng rồi. Ủa đâu ra chị cũng đúng vậy. Chị nghe chị nói nạp nhiều quá. Trời ơi cũng không có tốt đâu em ơi, tại vì cơ thể mình đâu phải cái gì cũng nạp cho được đâu. Đúng rồi, đâu phải cái gì nhiều là tốt đâu em. Nè mình phải biết nè, nạp như thế nào cho đúng loại đúng cách mới hiệu quả. Ủa vậy làm sao biết được? Ủa là sao, đúng rồi đó, cái đó là cái khó nhất đó. Cái mà làm sao mà để biết cái nào đúng cách rồi mới hiệu quả là mới là khó nè. Bởi vậy bây giờ mình sẽ nhờ bác sĩ tư vấn cho mình để mình biết cái nào đúng và cái nào hiệu quả. Xin mời. Dạ thưa bác sĩ, trong tiểu phẩm vừa rồi thì nhân vật có chia sẻ là vitamin E có nhiều tác dụng đối với cơ thể. Như vậy cụ thể đó là những tác dụng gì thế ạ? Thì mình biết vitamin E hay gọi là vitamin E là một cái tác nhân chống lão hóa rất là tốt. Nó trung hòa các cái gốc tự do. Cái gốc tự do chính là nguyên nhân gây ra tình trạng lão hóa da cũng như lão hóa các cái nội tạng khác trong cơ thể. Vitamin E thì mình thấy nó trong nhiều các cái loại dầu. Trong thiên nhiên như là dầu cây hướng dương, dầu lạc, đồ vân vân, người ta gọi là một cái vitamin tan trong dầu. Chính vì vậy nó có tác dụng rất là nhiều tốt cho da, làm cho da mình thứ nhất là nó luôn được căng bóng, mịn, ẩm ướt. Tóc mình thì luôn luôn được, nó được mượt mà, móng nó không bị xước, không bị gãy, không có bị nổ móng. Ngoài ra cái vitamin E nó tác động lên rất là nhiều cái bộ phận khác ở cơ thể nữa, đặc biệt ở phụ nữ, vitamin E nó làm cho tăng cái khả năng mà dễ để mang thai, nó làm giảm đi cái chứng là gọi là cái sản giật. Hoặc hay là cái vitamin E này nó cùng với estrogen nó có tác dụng là cân bằng cái nội tiết tố nữ. Ngoài ra cái vitamin E này nó còn có tác dụng là tăng cái sức đề kháng của cơ thể. Với một số cái nghiên cứu người ta thấy rằng cái vitamin E nó có tác dụng là ngừa cái vấn đề gây ung thư vú ở phụ nữ. Ngoài ra nó còn tác động đến các cái nội tạng khác, ví dụ như nó giảm được cái vấn đề là thoái hóa các cái thủy tinh thể. Dạ, và trong tiểu phẩm vừa rồi thì nhân vật đã bổ sung vitamin E bằng một cái lượng lớn thực phẩm. Bác sĩ nhận định như thế nào về cách bổ sung này ạ? Thì thực ra thì cái vitamin E thì nó có là trong một số cái thực phẩm, ví dụ trong bơ, trong cái loại dầu rồi vân vân. Khi mình sử dụng, nếu mà có cái nhu cầu mình bổ sung cho đầy đủ thì mình phải cần một cái lượng thực phẩm rất là nhiều. Vitamin E thì là loại vitamin tan trong dầu, nhưng mà nó rất là dễ bị thói biến đi, sau quá trình mình chế biến thức ăn, mình nấu nướng rồi nó sẽ giảm bớt cái hàm lượng nó đi. Hoặc hay là mình khi mình ăn mà nó có những cái vấn đề về hấp thu, ví dụ như bệnh lý đường mật, hạ tụy, hay là không có mình ăn mà không bữa ăn không có cái chất béo thì cái vấn đề hấp thu nó cũng giảm đi. Hơn nữa cái vitamin E thì cái đó có rất là nhiều cái nhóm khác nhau. Cái nhóm mà nó có hoạt chất sinh học nhất là cái nhóm gọi là cái alpha tocopherol. Cái đó là cái tác dụng
Còn trong cái thực phẩm mình thì nó có nhiều các cái loại khác nhau, mình muốn bổ sung hoạt chất sinh học đủ liều lượng thì mình phải dùng một cái lượng lớn. Ngoài vấn đề ăn uống, trong những cái giai đoạn mình cần bổ sung thêm cái vitamin E thì mình nên bổ sung thêm cái dạng mà được chiết xuất từ cái vitamin E từ thiên nhiên, nó có thành phần là cái alpha tocopherol để nó có tác dụng để điều trị. Một cái ưu điểm nữa của vitamin E thiên nhiên là cái vấn đề hấp thu của nó cao hơn rất là nhiều, 2-3 lần so với các vitamin E tổng hợp, hiệu quả để chống lão hóa nó tốt hơn. Vậy thưa bác sĩ, có những lưu ý gì để giúp cho mọi người bổ sung vitamin E đúng cách? Thì như mình đang thấy, vitamin E có vai trò rất là quan trọng trong vấn đề lão hóa da cũng như trong cơ thể. Thành thử để bổ sung vitamin E một cách có hiệu quả thì mình nên lưu ý. Thứ nhất là mình nên bổ sung các vitamin E là cái dạng thiên nhiên, hạn chế sử dụng các vitamin E tổng hợp. Vitamin E tổng hợp thì vấn đề hấp thu nó không có cao giống như là vitamin E thiên nhiên. Một số trường hợp mình uống vào cái liều lượng nó, ví dụ cao hơn cái nhu cầu mình, cơ thể mình nó không đào thải ra được và nó gây ra tình trạng là ví dụ như là nhức đầu choáng váng hay là mắt thì mình bị mờ mắt, nôn ói hay là đau bụng, thậm chí có những trường hợp nặng có thể là gây tình trạng là viêm ruột hoại tử. Ngoài ra có thể gây rối loạn đông máu, có thể xuất hiện những cục máu đông và những cái phát ban đỏ ngoài da. Lưu ý thứ hai nữa là mình khi sử dụng các vitamin E thì mình nên phối hợp với các yếu tố khác như là các yếu tố collagen hay là các yếu tố nội tiết tố nữ như estrogen, tăng cái tình trạng chống lão hóa và tăng cái hiệu quả điều trị của các cái estrogen. Thì với cái bổ sung một cái liều thông thường hàng ngày là khoảng 400 đơn vị, bởi vì lúc đó cơ thể bắt đầu lão hóa rồi, cái vấn đề sản sinh ra các gốc tự do mà làm cho cơ thể mình lão hóa, lúc đó cơ thể mình không có trung hòa được nữa, mà lúc đó cần phải bổ sung thêm cái lượng vitamin E thiên nhiên. Đặc biệt trên những cái đối tượng này thì cần thiết bổ sung vitamin E, ví dụ như phụ nữ trước khi sinh, phụ nữ sau khi sinh, phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh, và nên phối hợp với các cái nội tiết tố mà từ thực vật như là cái phytoestrogen để làm tăng cái hiệu quả chống lão hóa cũng như làm giảm đi cái tình trạng thiếu hụt cái nội tiết tố nữ để cho một làn da được tươi trẻ và luôn luôn mịn màng và tươi đẹp. Vâng ạ. Và bên cạnh đó, bác sĩ có thể chia sẻ một vài những cái lưu ý để giúp cho các chị em phụ nữ có thể ngăn ngừa việc lão hóa da và làm đẹp cho làn da mình ạ? Để cho một cái làn da tươi đẹp thì mình lưu ý là những cái vấn đề cơ bản. Thứ nhất là vấn đề chế độ ăn uống đầy đủ các chất, cung cấp nhiều các vitamin trong các cái trái cây rồi trong các rau xanh, chế độ tập luyện hàng ngày. Đó, đặc biệt là hạn chế những cái sang chấn, stress, mất ngủ, lo âu, căng thẳng. Và cũng trong vai giống như là phải tác động những yếu tố môi trường bên ngoài, đi ra ngoài phải sử dụng kem chống nắng để tránh tác động của tia tử ngoại. Sau 30 tuổi thì nên bổ sung vitamin E thiên nhiên. Cái vấn đề mà suy giảm estrogen thì thường xảy ra từ lứa tuổi 30, nhất là sau 40 tuổi. Tuy nhiên cái vấn đề suy giảm này tùy thuộc vào quốc gia, thì theo các nghiên cứu người ta thấy ở phụ nữ châu Á thì cái vấn đề suy giảm hormone estrogen xảy ra có lẽ sớm hơn. Cái nguyên nhân nó có thể là yếu tố mà nội tiết liên quan đến yếu tố gen, yếu tố di truyền, tâm lý, tình trạng căng thẳng, stress. Ngoài ra một số cái yếu tố nữa mà liên quan đến cái suy giảm nội tiết tố nữ, cái tình trạng là ăn uống thiếu chất hoặc hay là ăn uống cái chất không có cân đối, những cái vận động về thể lực hoạt động quá nhiều, quá sức. Như từ đầu chương trình đến giờ mình có nói là vấn đề estrogen. Như vậy thì để biết cái mình có rối loạn cái nội tiết estrogen hay không thì Hội Phụ Sản Việt Nam có chương trình Đừng Thờ Ơ Với Nội Tiết Tố Nữ. Và các bạn sẽ lên trang web là noitiettonu.vn thì mình kiểm tra những cái thông tin để biết cái mình có rối loạn nội tiết tố hay không, và mình xem những chuyên gia tư vấn và mình sẽ bổ sung kịp thời để mình giữ mãi cái nét thanh xuân. Cảm ơn bác sĩ với những thông tin chia sẻ vừa rồi. Và tin chắc rằng sau khi lắng nghe phần tư vấn của bác sĩ thì các nhân vật của chúng ta đã biết cách giải quyết tình huống ra sao. Bây giờ xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi diễn tiến của câu chuyện nhé. Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Trời ơi, bây giờ mới thấy cái hiệu quả của vitamin E nè, tốt cho da, cho dáng, rồi cho cả sinh lý nữa. Bởi vì nhất là chị em phụ nữ của mình, cái thời kỳ mà tiền mãn kinh với là mãn kinh á, là bổ sung vitamin E là cực kỳ quan trọng. Thì đó, chị nói em nghe, nhất là chị em phụ nữ mình phải cần bổ sung vitamin E thiên nhiên thì nó mới đạt được hiệu quả ha. Thị trường á nhiều sản phẩm lắm, em cũng không biết là sử dụng cái sản phẩm nào bổ sung vitamin E cho mình rồi cái cân bằng nội tiết tố của mình nữa. Thì đó, bởi vậy tôi biết nên tôi mới đem qua đây nè. Trời ơi, đây là viên uống chiết xuất từ tinh chất mầm đậu nành có collagen và vitamin E, giúp bổ sung nội tiết tố nữ làm đẹp da, chống lão hóa, hiệu quả an toàn, đã được kiểm nghiệm lâm sàng và chứng minh tác dụng. Đây. Ơi, em mà xài cái sản phẩm này xong nha là bảo đảm là da đẹp nè, dáng xinh. Em muốn biết nhiều nữa, em truy cập website noitiettonu.vn để tự kiểm tra tình trạng thiếu hụt nội tiết tố. Coi mình thiếu hụt cái gì để mình hỏi người ta để mình bổ sung cho cân bằng, hiểu chưa? Em cảm ơn chị Phụng nha, chị lúc nào cũng thương em hết trơn á. Anh,
làm cơm nay mời chị Phụng nha. Bảy 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 nè, trời ơi ba cái vụ đó chị chịu á. Lưu ý để bổ sung vitamin E đúng cách và hiệu quả cho phụ nữ, nên xây dựng một chế độ ăn cân bằng, đầy đủ dinh dưỡng, tránh ăn kiêng quá mức. Bổ sung vitamin E từ thực phẩm như súp lơ, bơ, kiwi, cà chua, bí đỏ, đu đủ, ớt chuông, hạt dẻ, hành nhân, giá đỗ và kết hợp thêm một lượng dầu mỡ vừa phải trong chế độ ăn. Hạn chế ăn thực phẩm chế biến sẵn, nước ngọt có ga, đồ uống chứa cồn. Nên ngủ đủ giấc, giữ tinh thần thoải mái, luyện tập thể dục thể thao hàng ngày. Có thể bổ sung vitamin E thiên nhiên theo đường uống, nhưng liều không quá 400 IU một ngày. Ngoài ra có thể kết hợp với việc bổ sung nội tiết tố nữ để mang lại hiệu quả tốt hơn. Suy giảm nội tiết tố nữ ảnh hưởng tới tuổi xuân, sức khỏe và hạnh phúc. Khoa học chỉ ra, suy giảm nội tiết ở phụ nữ các châu lục không giống nhau. Thấu hiểu điều đó, 10 năm qua Bảo Xuân tiên phong đem đến sản phẩm phù hợp cho phụ nữ Việt. Bảo Xuân được chứng minh lâm sàng giúp cân bằng nội tiết tố nữ, làm đẹp da, cải thiện sinh lý, giảm bốc hỏa, mất ngủ. Bảo Xuân, tự hào 10 năm gìn giữ nét xuân, sức khỏe và hạnh phúc cho hàng triệu phụ nữ Việt. Thực phẩm này không phải thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh. Quý vị thân mến, chương trình Bác sĩ Gia đình cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả và mong rằng chương trình đã mang đến cho quý vị thật nhiều những thông tin hữu ích, đặc biệt là vấn đề bổ sung vitamin E như thế nào là đúng cách để mang lại hiệu quả làm đẹp lâu dài hơn và giữ được cả thanh xuân của các chị em phụ nữ lâu như chúng ta mong muốn nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn bác sĩ đã đến tham dự chương trình. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau. Em nói thiệt với chị là em rất là thích chị luôn á, cho nên em mới tâm sự chuyện này với chị. Anh muốn có con với chị. Trời ơi, anh muốn chị có thai. Trời ơi, tôi từng tuổi rồi, làm sao chị có thai. Dạo này em cũng khó ăn khó ở, em hay bị nóng tính, có chuyện chút xíu mà em cũng làm lớn chuyện lên. Hai đứa phải bình tĩnh, tìm hiểu nguyên nhân tại sao mà em vô sinh thứ phát như vậy.